Khổng Tử dù là bậc hiền triết có tầm ảnh hưởng trong văn hóa truyền thống ở Trung Quốc và Đông Á, tuy nhiên một số tư tưởng của ông cũng không tránh khỏi bị người đời sau phê phán, đặc biệt là quan điểm chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy nhất, được xem như bằng chứng cho việc nho giáo coi rẻ phụ nữ. Tuy nhiên, đây là cách hiểu rất sai lầm. Câu gốc của Khổng Tử vốn không có ý khinh miệt phụ nữ, mà bởi người đời sau đã cắt nó ra khỏi ngữ cảnh, hoặc giả không thấu hiểu nho giáo, lại có ý bài xích chế độ cũ để lập ra chế độ mới, nên mới thành ra tiếng oan cho một thánh hiền. Nỗi oan nữ quyền của Khổng Tử, phụ nữ và tiểu nhân khó dạy. Câu nói nguyên gốc của Khổng Tử trong sách Luận Ngữ là: duy nữ tử giữ tiểu nhân, vi nan dưỡng giả, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán. Câu này thường được người đời sau dịch thành: chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, gần nó thì nó vô phép, xa nó thì nó oán hận. Đây là cách hiểu hoàn toàn sai lầm. Nguyên nhân của sự sai khắc này xuất phát từ việc chép Luận Ngữ, vốn là một cuốn sách được viết từ đời Tiền Hán tới đời Hậu Hán. Sau khi Khổng Tử qua đời, các môn sinh thu thập lời dạy của thầy truyền cho nhau, một số người chép lại rồi dùng để dạy học. Môn sinh nghe giảng căn bản là không thể hiểu rõ ngữ cảnh của câu nói. Hơn thế nữa, lời dạy của Khổng Tử cùng lời dạy của học trò ông đều bị chép chung vào trong Luận Ngữ. Điều này dẫn tới việc những câu nói như duy nữ tử giữ tiểu nhân, vi nan dưỡng giả hoàn toàn bị tách khỏi hoàn cảnh ban đầu, chỉ đứng một mình trong sách mà không còn ngữ cảnh. Trong Tứ Thư Ngũ Kinh, mà thực ra là Lục Kinh, vì kinh nhạc của Khổng Tử đã bị tiêu hủy không còn, chỉ có Ngũ Kinh là nguyên gốc của Khổng Tử, Tứ Thư là người đời sau tập hợp và biên soạn mà thành. Thêm vào đó, tư tưởng của cổ nhân và của con người hiện đại ngày càng cách biệt nhau, khiến cho việc giải nghĩa chính xác nhiều câu nói của Khổng Tử càng trở nên khó khăn hơn. Bị hiểu sai chỉ vì một câu nói. Thực ra, nữ tử ở đây không phải là chỉ nữ nhân thời nay. Thời cổ đại gọi nhi tử là con trai, nữ nhi là con gái. Chữ tử nghĩa là con, cũng là chỉ con gái. Còn từ giả trong Thuyết Văn Giải Tự giải thích rằng giữ, tứ giữ giả. Từ giả này có ý là giá, gả. Vậy hàm nghĩa chân chính của câu nói phải là nếu mà gả con gái cho kẻ tiểu nhân thì sẽ khó mà dạy dỗ được con nữa. Gần con thì con vô phép, xa con thì con oán hận. Thế nên hàm nghĩa cả câu nói này chính là phản ảnh cách thức hay quan điểm chọn rễ của Khổng Tử, có thể được viết trong một dịp chứng kiến sự hư hỏng của vợ một kẻ tiểu nhân mà Khổng Tử đã viết ra câu này. Rõ ràng sự biến đổi của ngôn ngữ và tách khỏi văn cảnh khiến cho người sau không còn hiểu được nghĩa gốc của câu nói, lại còn cho rằng nho giáo chèn ép nữ quyền. Kỳ thực, nếu nhìn từ lịch sử, sẽ thấy thật ra nho giáo không chỉ không hạ thấp nữ quyền mà còn đề cao vai trò của phụ nữ. Nữ quyền chân chính trong nho giáo. Vào thời Tống Nho, chế độ tông tộc hưng khởi tại Trung Hoa. Về phương diện giáo dục, khi Âu Dương Tu mới học chữ là do mẹ dạy, còn lưu lại câu chuyện về việc lấy lau làm bút. Thời niên thiếu của Tô Thức, Tô Đông Pha cũng do mẹ dạy đọc Hán thư. Chu Tất Đại thời niên thiếu, mẹ cũng trực tiếp đốc thúc đọc sách, thường thức tới nửa đêm lại dạy làm thơ. Dựa vào thành tựu của các đại phu nhà Tống thì sự dạy dỗ của người mẹ thời vỡ lòng quả thực là không thể không nhắc đến. Như vậy chẳng phải các bậc mẫu thân xưa cũng sức mực trí tuệ? Lại nói về phương diện trị gia, thường thường người xưa là từ nghiêm mà trị. Ví dụ, thời
thời Tống có vị Bao Thanh Thiên khi qua đời, vợ ông là Đổng Thị liền tiếp quản vị trí chủ gia đình trang nghiêm chặt chẽ, xử lý các mối quan hệ thân thiết cũng giống như Bao Chưởng. Phàm là việc phi nghĩa thì nhất định không liên quan. Những lúc rảnh rỗi thì đọc sách Phật để tu tính. Vậy thì đâu thể nói rằng người phụ nữ không thể đảm đương trách nhiệm gia đình. Hơn nữa, phụ nữ không chỉ giới hạn là người tiếp quản gia đình mà cũng trợ giúp lo việc bên ngoài. Ví dụ, khi Mai Nghiêu Thần tiếp đãi các sĩ phu xử lý công sự, thì vợ là Tạ Thị thường đứng sau bình phong lắng nghe. Sau đó cùng với Mai Nghiêu Thần bàn bạc xem sĩ phu có phải là người hiền hay không, việc đó được mất thế nào, phân tích rất cụ thể rõ ràng. Mai Nghiêu Thần cũng tán thưởng vợ với người ngoài. Điều này nói rõ rằng thời đó, kẻ sĩ đại phu tán thành phụ nữ tham dự vào việc công, không có ai cho rằng đó là phụ nữ chiếm quyền cả. Nói đến sự tôn sùng đối với địa vị của phụ nữ thời đó, thì càng không thể bỏ qua việc phụ nữ tham gia chính sự. Các học giả hiện đại cho rằng, sự hạ thấp địa vị của phụ nữ là bắt đầu từ thời nhà Tống. Nhưng trên thực tế, thời Tống lại là thời có nhiều thái hậu buông rèm nghe chính sự nhất. Cụ thể như Trân Tông Lưu Hậu. Bà thông tường sách sử Cố Kim am hiểu chính sự, giúp đỡ vua Trân Tông. Mỗi ngày phê đọc tấu chương và đi vi hành, bà đều phải ở bên vua. Khi Trân Tông lâm trọng bệnh, các việc chính sự tâu lên thực chất đều do một tay bà thu xếp. Sau này, bệnh của vua ngày càng nặng, liền hạ chiếu chính thức giao việc triều chính cho hoàng hậu. Khi Trân Tông mất, bà trở thành hoàng thái hậu nhiếp chính đầu tiên của thời Tống, thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực từ thời Trân Tông sang thời Nhân Tông một cách êm thấm, tạo cơ sở cho sự phát triển phồn vinh của nhà Tống ở thời vua Nhân Tông. Nhân Tông Tào Hậu. Tào Hoàng Hậu tinh thông kim cổ, là người hiền đức, vì dung mạo của bà không đặc biệt xuất chúng nên không được vua Nhân Tông sủng ái nhiều. Nhưng đối với các mỹ nhân đắc sủng, bà cũng không hề tính toán so đo. Bà trở thành Hoàng Thái Hậu nhiếp chính dưới thời Tống Anh Tông Triệu Thự và trở thành Thái Hoàng Thái Hậu đầu tiên của nhà Tống dưới thời Tống Thần Tông Triệu Húc. Anh Tông Cao Hậu. Trong thời chấp chính, bà chủ trương tiết kiệm, thực thi lễ pháp anh minh, đất nước yên bình và hưng thịnh. Bà được đánh giá có tài chấp chính, làm đất nước phồn vinh. Ngoài ra cũng nổi tiếng bởi sự hiền minh lễ độ. Sử gia Tống Triều xưng bà làm nữ trung nghiêu thuấn, hàm ý ví bà như bậc kiệt xuất của nữ nhi, cũng giống như vua Nghiêu, vua Thuấn thời cổ đại là hình tượng mà nam nhi theo đuổi. Thần Tông Hướng Hậu. Hướng Hoàng Hậu giữ ngôi chính cung trong vòng 18 năm, được đánh giá là hiền huệ, ôn hòa, lễ độ, quán xuyến hậu cung một cách anh minh, sáng suốt. Bà trở thành Hoàng Thái Hậu dưới thời Tống Triết Tông và có vai trò quan trọng trong việc đăng cơ của Tống Huy Tông. Khi Huy Tông lên ngôi, Hướng Thái Hậu sau 6 tháng nghe chính sự, hạ chỉ hết buông rèm. Từ đó, Tống Huy Tông đích thân chấp chính. Có thể thấy, những vị hoàng hậu trên đây đều từng buông rèm nhiếp chính, nhưng hình thức khác xa với việc Lữ Hậu chuyên quyền vào thời Hán hay Võ Tắc Thiên xưng đế vào đời Đường. Họ hoặc là được quần thần mời, hoặc được tiên đế phó thác mới từ hậu cung bước lên đài chính trị. Hơn nữa, trong số họ không có một ai là không xuất phát từ tâm muốn vò tá ấu chúa, dẹp loạn phản chính, để lùi kẻ tiểu nhân hoặc giả tránh xa ngoại thích, vì để giữ lại cơ nghiệp của tổ tiên, vì để bảo vệ giang sơn Đại Tống lưu danh muôn đời. Triều Tống giống như một đại gia tộc mà nhiều đời liên tiếp sống cùng nhau. Các vị nữ chủ của Triều Tống chính như một người đứng đầu gia tộc, nhận được sự kính yêu của dòng tộc.
mà để những người phụ nữ này có thể có tài năng, đức hạnh, năng lực kiệt xuất như vậy là nhờ được lợi ích từ thực tiễn và hồng dương của lý tưởng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ của Nho gia. Đây mới là địa vị của phụ nữ trong quan hệ với lễ giáo Nho gia và chế độ tôn thất. Đương nhiên, không thể phủ định rằng lễ giáo từ thời Tống đến thời Thanh càng về sau càng suy kém, truyền ra đến các nước lân bang thì lại càng suy vong. Nhưng ví như con người có sinh, lão, bệnh, tử, thì bất kể một hệ tư tưởng nào, một loại chế độ nào cũng đều có quá trình thành trụ hoại của nó. Do đó, khi chúng ta thảo luận về bất kể hiện tượng nào, đều cần xem tình huống cụ thể trong thời kỳ chính thường của nó. Không thể vì người ta sắp lâm chung mà phủ định cả đời. Không thể vì trong các việc có việc bất thành mà phủ định những thành công trước đó.